Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để xóa chữ hay còn gọi là làm mờ chữ hoặc là làm mờ logo trong một cái đoạn video bằng ProShow ProDew. Ok, trước hết quý vị hãy vừa mở cái ProShow ProDew lên này. Rồi, KTV sẽ lấy một cái đoạn video và thêm nó vào đây. Ok. Đã thêm một cái đoạn video vào này. Bây giờ quý vị hãy kích đúp vào đây. Hoặc là quý vị có thể kích chuột phải này. Chọn vào Snipe Option. Rồi, quý vị để ý cái phần này để nguyên là adjustment này. Đó. Rồi, quý vị để ý đến cái cột snide phía bên trên. Bên trái màn hình này. Thì quý vị tìm đến cái phần layer. Nó có cái dấu cộng phía dưới và có cái từ add bên cạnh. Quý vị click vào cái dấu cộng này. Rồi, quý vị chọn cái dòng thứ hai là Add Sonic Scanner. Ok chưa? Và phím tắt ở đây là Ctrl cộng Shift cộng Alt cộng G. Rồi, quý vị chọn này. Quý vị chọn Ok luôn này. Rồi, bây giờ quý vị chuyển sang cái tab Effect này. Effect. Rồi, quý vị để ý đến cái từ Zoom X, Zoom Y này. Thì nó có cái móc xích ở đây. Đó. Quý vị hãy kích vào cái móc xích này. Đây, quý vị nhìn này. Kích vào. Rồi. Bây giờ quý vị để ý đến cái khung hình. Quý vị di chuột vào cái này thì nó sẽ có cái hình bàn tay này hoặc là cái mũi tên hình xoay tròn này. Thì quý vị làm sao để nó ra cái mũi tên hai chiều này. Quý vị hãy giữ chuột bên trái và quý vị thu nhỏ nó vào. Đó, kéo nhỏ nó vào. Ok chưa? Thu nhỏ vào này. Thu nhỏ. Và thu nhỏ bao nhiêu thì đấy là tùy quý vị. Tiếp theo, quý vị cho chuột sang bên trái. Quý vị cũng để cái mũi tên hai chiều. Và quý vị giữ này. Quý vị kéo con chuột. Kéo cho nó ngắn lại. Ok chưa? Rồi. Ví dụ bây giờ KTV sẽ làm mở cái chữ này. Đây, mở cái chữ quản lý video này. Đó, thì quý vị kéo nó đến gần này. Thu nhỏ nó lại nữa này. Thu nhỏ lại nữa này. Rồi, quý vị lấp nó vào, che nó vào. Đó, quý vị che đi cái chữ quản lý video. Ok chưa? Đó, rồi. Sau khi đã ưng ý về cái khung hình, thì quý vị để ý này. Ở đây này, nó có cái số 1 này. Đó, quý vị hãy kích chuột phải này, quý vị chọn đến cái từ Copy to Next Keyframe. Rồi, ok chưa? Copy này, đó. Rồi, tiếp theo quý vị lại để ý đến cái phần Sonic 1 này. Quý vị lại kích chuột phải. Quý vị chọn đến cái phần User E Adjustment Nature. Rồi. Ok. Quý vị lại chọn tiếp đến cái tab Adjustment này. Đó. Rồi. Cái từ Blue này. Quý vị nhìn này.
ở đây nó là 0%, thì quý vị hãy nhập là 60% vào đó. Rồi cái từ thứ tư đây này là cái từ Britnet này, quý vị hãy đề là 20%, ok chưa, 20% đó. Rồi tiếp theo quý vị để ý đến cái từ Vanity này, quý vị hãy tích vào lại. Rồi quý vị chọn tiếp vào cái từ Exit đó, thì ở đây nó đang là số 10 này, 10%, thì quý vị chỉnh nó sang là 20%, ok chưa. Rồi quý vị chọn ok này, rồi quý vị chọn ok tiếp này, ok ở dưới này đó. Bây giờ quý vị có thể play sau để kiểm tra xem là nó đã bị che lấp cái từ này chưa. Play này, đó thì nó đã che lấp một cái từ này rồi đây này. Rồi nếu quý vị chưa ưng ý thì quý vị lại mở nó lên này, kích chuột phải ra này, chọn Snipe Option này, Snipe Option, thì quý vị kéo nó dịch sang đây một chút này đó, hoặc quý vị cũng có thể cho nó to hoặc thu nhỏ lại này đó, thu nhỏ lại này. Rồi cũng như vậy, nếu như quý vị muốn tạo nhiều cái sonic thì quý vị lại chọn vào cái laser này, quý vị chọn Add Sonic Color này, rồi quý vị chọn OK này, đó, quý vị chọn tiếp là Effect này, rồi quý vị lại tích vào cái móc xích giữa cái Zoom X và Zoom Y này, rồi quý vị lại để con chuột lên đây cho nó thành mũi tên hai chiều này, quý vị hãy thu nhỏ nó lại, OK chưa, thu nhỏ lại này. Rồi cũng bên này quý vị cũng kéo cho nó ngắn lại này, ok chưa, đó kéo cho ngắn lại này, kéo ngắn lại này. Đây thì ở đây KTV sẽ che cái trang chủ chẳng hạn, ok chưa. Rồi che nó đi này, rồi thu nhỏ nữa lại cho nó vừa ý này, di chuyển nó này đó. Quý vị có thể di chuyển bất cứ đến vị trí nào trên cái màn hình, khi quý vị để cái hình bàn tay này là di chuyển này, đó di chuyển, di chuyển. Đây ở đây KTV sẽ đặt chia cái từ trang chủ đi, ok chưa. Rồi quý vị lại kích vào cái số 1 đây này, quý vị kích chuột phải nha, rồi quý vị chọn copy to next keyframe này. Rồi bây giờ sang cái tab Sonic 2 này, quý vị lại kích chuột phải tiếp và quý vị chọn User Adjustment Nature này, ok chưa. Đó rồi quý vị lại chọn vào cái Adjustment này. Đây cái phần Blue quý vị lại đặt là 60, phần Brightness quý vị đề là 20, cái phần Vanity này quý vị tích vào này, chọn Exit này và chỉnh cái Vanity là 20%, chọn OK này, OK này. Bây giờ ra đây quý vị hãy play này để kiểm tra xem này, đó thì cái phần trang, cái từ trang chủ đây này đã bị che nắp rồi đây này, đó ok chưa. Rồi và KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.